Thì như vậy nói như vậy thì tôi trừ chịu cái từ mở mẫu thân nạn là ngày sinh nhật, bởi vì sinh nhật nó mờ nhạt, nó nói lên được cái gì hết. Nhưng mà cái ngày mẫu thân nạn là cái nó nói lên được hai chuyện rất là quan trọng. Chuyện thứ nhất, cái chuyện đầu tiên nghe cái tên đó, là nó gợi nhớ cái ơn nghĩa cao trọng sâu dày thâm hậu của mẹ đối với chúng ta. Đấy. Và cái điều thứ hai nữa là ngay cái tên đó nó cho mình thấy trầm luân bản thân nó là một cái nạn. Bởi vì cứ một đứa chào đời là phải có một người gánh cái nạn, chứ phải gây gơi mà trên đời rớt cái đồng xuống không? Rất là khổ mới có được cái mạng, cái mà mạng cùi này. Cho nên tôi quay trở lại cái chữ sinh nhật cái trong cái tinh thần mà rốt ráo của Phật pháp ấy, cái nghĩa nó có nghĩa là cái sự bắt đầu một con người mới, bắt đầu một cuộc đời mới, thì nó được hiểu là sinh nhật chứ không phải đơn giản là một cục thịt 2-3 ký găng ra cái đồng mình gọi là sinh nhật, thì hiểu gì nó nghèo lắm. Và nếu là cái điểm bắt đầu của một cuộc đời mới, của một cái nếp sống mới đó, thì nó có nhiều điểm bắt đầu. Như hồi nãy tôi nói, cái ngày mà mình lọt lòng mẹ đó, đúng, đó là điểm bắt đầu. Nhưng mà cứ mỗi lần mà mình có một cái trù tính, một cái sách hoạch, một kế sách nào đó, lại là cũng là một cái ngày, một cái giờ bắt đầu. Thì kinh trong kinh Phật dạy đó, chúng ta có nhiều cách để tổ chức cái cuộc sống. Tôi sẽ cố ý tôi xài cái chữ tổ chức, sắp xếp đó. Chúng ta có nhiều cách để sắp xếp, để tổ chức đời sống, để trở thành một con người như thế nào đó. Thì ở người ở đây gồm có 8 hạng người, chia thành 2 cột. Cái cột thứ nhất là có những người sinh ra trong bóng tối mà lại về với bóng tối, sinh ra trong một cái môi trường gọi nó là mịt mù không? Nhưng mà họ tiếp tục sống ở trong cái bóng tối để đi về cái chỗ mịt mù, được gọi là sinh trong bóng tối về với bóng tối. Cái hạng thứ hai đó là sinh trong bóng tối mà về với ánh sáng, có nghĩa là sinh ra trong một cái môi trường, một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh này không có lấy gì làm khá khẩm lắm không? Nhưng mà họ có phấn đấu, họ có nỗ lực để trở thành một con người hữu ích, đem lại cái niềm vui cho chúng sinh khác đó. Và hãy mình sống tốt, đem lại niềm vui cho người khác, cũng nghĩa là mình sống tốt cho mình. Và khi mình sống thiện lương với một mình thôi, cũng có nghĩa là mình đang sống tốt cho người khác. Cho nên sống thiện chính là sống hướng về ánh sáng, dù cái xuất thân của mình ấy có thể là từ bóng tối, từ cái vùng lầy của nhân sinh này. Như vậy cái hạng thứ hai là cái hạng là có cái cách tổ chức đẹp, đó là sinh ra trong bóng tối mà về với ánh sáng. Và khi giải thích hai hạng đầu thì hai hạng sau không cần giải thích. Cái hạng thứ ba nó là sinh ra trong ánh sáng mà về với bóng tối, có nghĩa là sinh ra trong một môi trường, một điều kiện, một hoàn cảnh tuyệt vời, không? Sinh ra gọi là xuất phát từ điểm vật, sinh ra là một đứa bé ngậm thìa vàng, sinh ra là một đứa bé đẻ bột điêu, nhưng mà cuộc đời nó thì nó sẽ sống tội lỗi bất thiện thôi, tức là sinh ra trong ánh sáng mà về với bóng tối. Cái hạng thứ tư là khỏi nói rồi, sinh ra trong ánh sáng và về với ánh sáng, tức là sinh ra trong một môi trường phải nói là tốt đẹp và cũng tổ chức đời sống để tiếp tục hướng về với cái điều thiện lương tốt đẹp, thì đó được xem được gọi là cái người sinh ra trong ánh sáng và về với ánh sáng. Đó là 4 hạng đầu tiên. 4 hạng tiếp theo đó là có những người sinh ra trong cuộc đời này đó, chuyên làm khổ mình, không làm khổ người. Có những kẻ sống làm khổ người và không làm khổ mình. Ở đây nói thì nghĩa tương đối thôi nha, ở đây phải nhấn mạnh nghĩa tương đối. Rồi có những người là sống làm khổ mình và làm khổ người, có những kẻ sống không làm khổ mình và không làm khổ người, chỉ đem lại lợi ích cho mình và cho người. Đấy. Thì chuyên làm khổ mình mà không làm khổ người là sao? Là chẳng hạn như mình thấy có những cái kẻ cờ gian bạc lận, cân đông đo thiếu đấy. Cân gian đo thiếu để mà kiếm sống trên cái mồ hôi nước mắt của người khác, bản thân bị giàu sang sung sướng nhưng mà dùng hết thủ đoạn mưu hèn kế bẩn để mà hại người khác. Thì cái hạng này trước mắt mình phải nhìn nhận là nó sống vui cho nó mà nó hại người khác đấy. Rồi cái hạng thứ hai nó là sống tự làm khổ mình mà không làm khổ ai, đó là những người mà có đời sống khép kín đấy. À, cô gọi là không chịu học hành, không chịu giữ gìn sức khỏe, sống trong nghiện ngập, sống trong dơ bẩn mất vệ sinh, không làm khổ ai nhưng bản thân mình thì cũng ra gì hết. Này, gọi là sống làm khổ mình, không làm khổ người. Rồi cái hạng thứ tư đó thì giải thích hai hạng đầu, hai hạng sau không cần giải thích. Cái hạng thứ tư đó là sống làm khổ mình và khổ người, có nghĩa là có những người bản thân họ đó là sống ở trong cái sự giày vò rây rứt giành xé với những ác pháp bất thiện, và những chuyện họ làm cũng hại người hại mình đấy. Cạn thứ tư thì sống lợi tha, sống lầm sống thiện. Khi sống thiện với riêng mình cũng nghĩa là mình đang lợi tha, mà khi mình sống lợi tha cũng nghĩa là mình đang tốt với chính mình đấy. Và nói đến 8 hạng người này thì tự nhiên tôi mới nghĩ đến một chuyện
tức là ngày hôm qua tôi có đọc cái tin buồn, đó là đại dịch Covid ở bên châu Âu, đặc biệt là vùng Đông Âu và Trung Âu, nó đang phát triển mạnh lắm, mạnh lắm, coi như là bệnh viện là ở Romania, Bulgaria, là ở Croatia, đó là người ta chỉ nhận những ca khẩn cấp, còn cái ca nào mà có thể chờ được thì họ từ chối để mà ưu tiên cho dân Covid thôi. Đấy. Và mình ngồi mình rà soát lại, nó thụy sĩ họ có làm một cái thống kê, tôi cũng mới đọc sáng nay thôi. Thống kê đó là họ cho mình thấy cái xứ nào đó mà coi như là có tổ chức, là, nói thì cái từ trong nước là phòng chống tốt, người mà biết dùng khẩu trang, rồi biết sống cách ly, rồi biết chích vaccine, biết sống cách ly, biết dùng khẩu trang, có chích vaccine thì cái tỷ lệ tử vong thấp. Còn cái xứ nào mà ba cái chuyện này mà nó ít, nó thấp, nó kém thì cái số tử vong nó cao. Này, thì vừa nói 8.000 người đó thì tôi phải khẳng định một chuyện, tất cả chúng ta không cứ gì phải đợi đến cái Covid mình mới nói là chúng sanh đang sống trong đại dịch, mà từ muôn thuở cho đến hôm nay, trước cái thềm Covid, trước cái thềm đại dịch thì chúng ta vốn dĩ là những bệnh nhân trầm kha với rất là nhiều cái cơn đại dịch, đó chính là cái phiền não của mình. Chúng ta không ngừng tung tẩy lây nhiễm cái ác tâm bất thiện của mình sang người khác, mà trước khi mà mình lây nhiễm cái ác tâm của mình sang người khác thì bản thân mình nó là đau khổ trực khi là gián tiếp với cái bất thiện của mình, và thông qua cái thân nghiệp khẩu nghiệp mình tiếp tục làm khổ người khác. Tôi nói một chuyện thôi, đó là chuyện ba cái chuyện là cách ly, khẩu trang, rồi cái gì nữa, chích vaccine. Chích vaccine ở đây đó, trong tinh thần của Phật pháp mà nói đó, đó chính là những cái khả năng nhận thức, đấy, cái khả năng nhận thức, những khả năng nhận thức, cái quan điểm tri kiến, ấy, cái hiểu biết của mình về bản thân và về cuộc đời, thì tôi gọi đó là vaccine. Còn cái đời sống gọi là viễn ly, cái đời sống gọi là cái khả năng mình sống một mình đó, thì tôi gọi đó là cái sự cách ly, khả năng mình sống một mình. Trong rừng có lẽ nhiều người cũng ngạc nhiên, nói rằng đó giờ tôi đi chùa tôi đâu có nghe cái chuyện cách ly nó quan trọng như vậy. Là có, vậy không chịu đọc trong kinh thôi. Đức Phật ngài dạy rằng đó là ngài xài cái chữ patisala, nghĩa là độc cư, rồi nói là giàu xuất gia cư sĩ, mà cái người có khả năng sống một mình ấy, an lạc với mình và thanh tịnh với mình ấy, thì cái người đó mới có cơ hội giải thoát. Vì sao vậy? Vì cái chữ cách ly ấy, cái chữ patisala này nghĩa nó rộng lắm. Bình thường mình không biết Phật pháp ấy, là con mắt mình nó luôn luôn nó tìm cái để nó nhìn, lỗ tai mình luôn luôn tìm cái để nó nghe, đấy, cái mũi mình luôn luôn nó chú ý đến cái gì đó để nó đánh mùi, cái lưỡi mình nó chú ý đến cái vị để nó nếm, thân là thích xúc chạm, đầu thì thích suy nghĩ. Đấy. Cho nên dù mình sống một mình hay là mình sống giữa đám đông thì mình không bao giờ có khả năng là sống độc cư hết. Mà độc cư ở đây có nghĩa là sống với chính thích xác giây phút tại đây và bây giờ, với cái căn, với cái trần nào mà nó đang hiện hữu ngay bây giờ, gọi là độc cư. Chứ độc cư mình hiểu rốt ráo là như vậy, tức là căn trần, cái trần cảnh nào mình tránh không được đó. Ví dụ như tới giờ ăn mình bụng đói, mình ăn chết sao mà cũng phải ăn, thì lúc ăn ăn trong chánh niệm, ăn trong cái nhận thức, ăn trong nhận thức, ăn trong chánh niệm, biết ăn này nên là nó là chỉ là cái phương tiện để nuôi cái thân này để mình sống lành, sống thiện thôi. Thì cái ăn đó được gọi là sống độc cư đó. Ngay trong cái ăn đó là sống độc cư, có nghĩa là mình chỉ sống với cái sống rốt ráo hết mình với cái giây phút trước mắt hiện tại, tại đây và bây giờ thôi, đó gọi là độc cư. Còn nếu mà anh sống một mình anh giữa rừng mà cái đầu anh cứ nghĩ ông Tư bà Tám, con Lan con Cúc con Hương con Đào con Yến thì được, nghĩ về phố xa chợ búa là cái đó mà độc cư nha. Cho nên cái khả năng sống độc cư của đạo Phật đó, nó cũng tương đương với cái chuyện mà cách ly trong mùa đại dịch. Và cái thứ hai là khẩu trang này lớn chuyện lắm. Khẩu trang là sao? Khẩu trang nó có nhiều tác dụng. Một là mình không có để gọi là khuếch tán cái vi trùng, cái vi khuẩn mầm bệnh sang người khác.
mà khẩu trang nó, trước cái mùa đại dịch nó còn có cái tác dụng là nó tránh bụi, không? Trong mùa đại dịch thì nó có cái tác dụng là ngừa từ trong đây đi ra, còn trước mùa đại dịch thì khẩu trang là nó ngừa cái từ bên ngoài đi vào. Đấy, nhớ. Có cái đó nữa, có cái đó. Và mình thấy ngay cả các bác sĩ, các y tá trong phòng mổ họ cũng phải đeo khẩu trang, dầu lúc đó trước mùa đại dịch người ta vẫn phải đeo khẩu trang. Như vậy thì cái chữ khẩu trang ở đây nghĩa nó rộng lắm, có nghĩa là mình ngừa cái xấu từ ở trong đi ra và ngừa từ cái xấu từ ở ngoài đi vào, gọi là khẩu trang. Đấy. Mà nếu mà chữ khẩu trang mình hiểu nghĩa đó thì nó sâu lắm. Mình sống phải biết đeo khẩu trang này, sống phải biết đeo khẩu trang. Thu thúc lục căn, đó là chính là đeo khẩu trang, ngừa những cái tấn công từ bên ngoài. Đấy. Mà đồng thời đó, đeo khẩu trang này cũng có nghĩa là mình trang nghiêm tam nghiệp, không để cho cái tam nghiệp, không để cho cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp của mình nó gây tổn thương những người khác. Bản thân mình có mầm bệnh, đúng, tham sân si là cái mầm bệnh, nhưng mà thôi nó cho nó ở trong thôi, chứ để mà nó xì ra ngoài nó khổ người ta ghê. Một câu nói, một cái hành động thấy quýt lườm liếc, dằn mâm sáng chén, đánh chó đuổi mèo, đá thúng đụng nia, đó đều là cái gọi là lây nhiễm phiền não sang người khác hết. Này, nhớ cái đó rất quan trọng. Đeo khẩu trang nó có nhiều tác dụng. Một là ngừa cái bẫy từ bên ngoài đi vào, đó là bụi, khói, hóa chất độc hại. Đấy. Mà ngược lại nó cũng có một cái đặc điểm thứ hai là nó ngừa tự động đi ra. Đấy, có nghĩa là nó không có để cho những cái vấn đề nội tại của mình ý lây nhiễm, làm phiền, làm tổn thương, gây hại, bức hại người khác. Đấy, nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì mình sống hay là mình tu nói chung đó, thì gọi là hoàn hảo là khi nào mà có ta có người. Có ta có người, có ta có người có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thiện cho mình, cũng nghĩa là cũng không quên thiện cho người, mà thiện cho người cũng nghĩa là thiện cho mình. Mình đeo khẩu trang, đây gọi là khẩu trang tâm lý đấy. Mình đeo khẩu trang tâm lý đấy. Trước mắt là mình giữ cho mình được an lạc, không để cho sáu trận làm khổ mình. Nhưng mà ngược lại, cái khẩu trang tâm lý nó còn có nghĩa nữa, kềm chế thân nghiệp, khẩu nghiệp để không làm phiền người khác. Đó là khẩu trang. Như nãy tôi nói, tổng cộng có ba cái gọi là yêu cầu tối thiểu ở người bệnh nói riêng và mọi người trong mùa đại dịch nói chung. Đó chính là cách ly càng nhiều càng tốt, đeo khẩu trang này, và vaccine. Thì nãy chứ vaccine tôi nói rồi, vaccine tức là khả năng nhận thức. Có cái khả năng nhận thức thì coi như đã có tiêm vaccine rồi. Tôi rất là e ngại những người Phật tử đi chùa này. Chỉ có nói theo cái từ trong nước là chỉ có là thực hành nghi lễ tôn giáo này, bái sám quỳ lạy cúng dường áo tràng lần chuỗi pháp danh này, giới điệp này, chỉ có chừng đó thôi. Nhà có bằng Phật, có thập hương này, có tranh ảnh tôn giáo, nhưng mà họ không có tiêm vaccine, có nghĩa là họ không có cái kiến thức về Phật pháp, họ không có thành tựu những cái nhận thức chánh kiến. Thì đối với tôi, họ là những cái người mà chưa có tiêm vaccine, và đó cộng với cái chuyện mà họ không đeo khẩu trang nữa, có nghĩa là họ không có làm chủ được thân nghiệp khẩu nghiệp của họ. Và sau cùng, khi mà họ không có khả năng sống cách ly, họ thích sống chung chạ gần gũi với thiên hạ, thì đó lại là một cơ hội tốt để mà họ lây nhiễm cái bất thiện của họ sang người khác. Nhớ rằng cái đó rất là quan trọng. Thì tất cả những gì tôi nói nãy giờ nó chính thu gọn là trong có bốn chữ thôi, đó là tổ chức đời sống. Này, tổ chức đời sống là như vậy đó. Và tôi trở lại cái chữ sinh nhật. Cái giá trị của một đời người nó không phải nằm ở cái chuyện mà anh sanh ra ngày nào ở đâu, mà nó nằm ở cái chỗ anh sắp xếp, anh thu vén, anh tổ chức cái đời sống của anh ra sao. Các vị nghĩ là có đúng không? Chứ còn cái chuyện mà các vị sanh ra ở Thụy Sĩ, ở Do Thái, sanh vào ngày 8 tháng 4, ngày rằm tháng 7, cái đó không quan trọng. Sanh ra ở không gian, thời gian nào nó không quan trọng. Mà cái quan trọng ấy, chính là anh sống ra sao với những gì mà tôi vừa nói nãy giờ. Này, với này có nghĩa là chuyện anh có chích vaccine, tự anh có vaccine hay không, anh có chích vaccine chưa, anh có khả năng sống cách ly hay không, anh có đeo khẩu trang hay không. Với ba cái này nè, nó chính là ba cái cách mà anh thu xếp này, tổ chức đời sống của anh,
để anh trở thành một con người mà có cái đời sống hại mình hại người hay là lợi mình lợi người, thì tùy thuộc vào cái chuyện anh sống như thế nào đó thì cái sinh nhật của anh nó mới có giá trị. Này, mỗi ngày, mỗi một cái đợt giây phút đầu ngày chúng ta có những cái trù tính sách hoạch như thế nào thì đó chính là chúng ta đang gọi là có những cái bước là chuẩn bị để mà tổ chức cái đời sống của mình. Và tôi nói rất là nhiều lần, có những người chết rồi mình chưa có chôn, mà có những người chôn rồi mình chưa có chết. Chết rồi mình chưa có chôn có nghĩa là ngay trong đời sống này họ chỉ di động xê dịch sinh hoạt như là một cái cương thi thôi, một cái xác thôi, không có lấy gì chạy hết này, chỉ chờ sinh thôi, xác chết rồi thì chờ sinh thôi, nó gọi là chết rồi mình chưa có chôn. Trong khi trong Phật pháp nó có cái hạn gọi là chôn rồi mình chưa có chết, có nghĩa là dầu họ có tắt thở, có đem thiêu họ ra tro đúc vô hũ vùi dưới đất đeo lên, đem lên tháp, phải không, nhưng mà cái ảnh hưởng, cái tác động của họ, những ảnh hưởng tích cực, những tác động tích cực của họ đến lại vẫn còn giúp ích cho nhân gian, cho thiên hạ rất là nhiều. Thì những cái người này được gọi là chết rồi mình chưa có chôn. Đây thì các vị hỏi thì kinh nào và pháp cú kinh, pháp cú ở trong cái phẩm thứ hai đó, phẩm gọi là phẩm gì, phẩm chuyên cần upper mà đã quát hết, trong đó nói như vậy. Cái người mà dễ ngươi trong bất thiện đó là người đã chết rồi. Đấy. Còn cái người mà chuyên cần ở trong thiện pháp là người bất tử, người mới chết. Đấy. Cho nên từ đó nó mới ra hai cái hạng người: chết rồi mà chưa chôn, mà chôn rồi mà chưa có chết. Đấy. Và có những người chỉ có sinh ra như là một cái sự góp mặt, và sự có mặt của họ trên đời thì chỉ đơn giản là sự chen lấn, chứ nó không phải là sự đóng góp. Có, cái đó có, tôi nói cái này nhiều lần lắm. Tôi nói có những người mà sự có mặt của họ chỉ là góp mặt này, mà góp mặt không được, gọi là đóng góp. Sự có mặt không phải là sự đóng góp này. Chứ còn mình có mặt như là một kiểu góp mặt, góp phần chen lấn đó thì dở lắm. Và từ đó, từ cái chuyện mà anh có mặt kiểu nào, kiểu đóng góp hay kiểu góp mặt, nó mới dẫn đến cái chết không giống nhau. Có những cái chết nó chỉ đơn giản là sự vắng mặt thôi, nhưng mà có những cái chết nó là sự mất mát này, nó là một sự mất mát, nó là một khoảng trống để lại cho nhân gian này, tùy kiểu anh sống. Và từ đó nó lại ra một cái ý tưởng nữa, như tôi đã nói ít nhất cũng phải là 1000 lần, có những người sống lâu thành đồ cũ và có những người sống lâu thành đồ cổ. Các vị có thấy khác nhau không? Hình như hơi khác. Đấy, hình như khác. Sống lâu thành đồ cũ, mà đồ cũ là cái đồ vắng đi. Đấy, cái đồ đó mình cho các vị biết, bên Úc, tôi bên Úc bên Việt Nam tôi không biết, không rõ bây giờ ra sao. Chứ bên Thụy Sĩ, bên Đức, cái đồ cũ nó là một cái vấn nạn tử sinh, các vị. Thì ở trong nhà mình có cái lò vi sóng, cái microwave đó mà nó cũ. Khổ lắm. Tủ lạnh mà hư khổ lắm. Bàn gãy chân ghế nứt mặt rồi khổ, bởi vì giải quyết nó khó lắm. Khó giải quyết làm sao, bởi vì rác bên đây họ phân loại ra, cái rác mà rác thực phẩm, rác tự hủy mình để riêng, còn ba cái thứ rác mà rác có thể tái chế để riêng, còn ba cái thứ rác mà nó loại có loại rác thứ ba nữa. Một là rác thực phẩm, mà thứ hai nữa là rác tái chế như là giấy hay là bao nhiêu lông, còn có loại dây rác thứ ba, cái như bàn tủ giường ghế rồi nó mệt lắm. Đấy. Cho nên cái đồ cũ bên này người ta sợ lắm. Đấy. Từ đó nó mới nảy sinh ra một cái vấn nạn mà cũng là một cái tệ nạn, đó là có rất nhiều Phật tử hoặc là bán Phật tử. Đấy. Phật tử 50-50, ở nhà có gì cũ hay đem gửi chùa nó cúng giường. Thật ra là họ nói thẳng luôn là nhờ chùa dẹp rác giùm. Chủ trì sáng mở cửa ra đó là gặp một đống trước, cái bàn bốn chân còn có ba chân, rồi cái nồi cơm điện, mấy cái dây cắm nó nằm ở đâu, còn dây cắm mà nó băng bó dán băng keo như thương binh bậc bốn rồi để đi chùa. Mà hãy bắt gặp nó thì nó nói nó cũng chùa, còn hãy mới bắt gặp thì chỉ có biết từ trụ trì đâu biết ma nào đem để đó. Cho nên ở mấy cái tiệm đồ cũ mà của Đức, của Thụy Sĩ đó, đặc biệt là Thụy Sĩ, nó ghi câu rất là rõ làm ơn gọi là nick deponiran, đừng làm ơn đừng có mà đem liền cái đồ của anh ở chỗ này của tôi, nó ghi rõ như vậy. Bởi vì chỉ cần nó đóng cửa, nó tắt đèn rồi nhân viên nó đi về hết là trời phước mình một cái, là có nhiều cái thằng khốn nạn nó chở mấy cái đồ, trời ơi đất hỡi, nó điện lần trước cũ ghê lắm,
Cho nên khi mà mình trở thành đồ cũ rồi đó, là nó là đại họa, đại họa cho mình và cho đời. Trong khi đồ cổ thì không, đồ cổ thì không, coi như người ta trân quý rồi sợ mất, rồi đứa thì nhìn nó là đã muốn chôm, đứa nhìn là muốn cướp, còn đứa thì sợ mất, thấy không? Đồ, đồ chỉ có đồ cổ nó mới có mấy cái đó. Người thì nhìn là muốn chôm, người thì nhìn muốn cướp, người thì nhìn nó là lại sợ mất, đó đó là đồ cổ. Còn cái đồ cũ đó là cái đấy, đứa làm đứa chủ nhân đó thì cũng ngán, mà cho không ai dám nhận, mà thấy cái mặt là người ta muốn ói rồi đấy. Cho nên có những người này, khi mà mình cái sự có mặt của mình ở trên đời thì nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải đâu đóng góp, và cái chết của mình ấy, nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời được. Thì cái thứ đó nó sống lâu rồi, nó chỉ là thành đồ cũ thôi đấy. Mình phải sống như thế nào đó mà trở thành đồ cổ, tôi nói tôi có chứng minh đấy. Có rất nhiều lần tôi đi trên đường Thụy Sĩ, trên những con đường vắng, ở những triền đồi, nghe những ngôi nhà xưa, tôi gặp những ông cụ bà lão lụm cụm, già yếu hôm em mắt mờ, gối mỏi chống gậy lê bước trên đường. Tôi có suy nghĩ thế này, tôi nói giá mà nếu như chứ phải đấy, giá mà nếu như chứ phải mấy cụ này đã có một cái vốn liếng giáo lý cho ngon, và 40 năm qua 50 năm qua là hành giả tuệ quán. Trời ơi, bây giờ mình gặp mấy cụ trên đường cũng biết bao nhiêu chuyện để mà mình là tham vấn này. Mình là tu sĩ tu sĩ không quan trọng, cứ thấy một cái bậc mà gọi là cư sĩ lão làng ở đó là mình phải cúi đầu này. Một cư sĩ mà ngon lành giáo lý này, có mấy chục năm là miên mật là tinh chuyên tuệ quán. Thì tôi, bây giờ mấy cụ sống càng lâu đó, thì các cụ đúc kết lại biết bao nhiêu là tinh hoa để mà mình học hỏi. Đó là tăng ni mà nhỏ tuổi mà gặp mấy cụ cư sĩ kiểu đó, đó là phải là trân quý như là châu bảo. Mà đằng này đó, mấy cụ này là người Âu Mỹ mà, thôi thì tôi cho luôn người Á Châu, người Việt Nam, người Lào, người Thái. Mà mấy chục năm qua chỉ quần quật cơm gạo áo tiền, chỉ có mái nhà, chỉ có vợ chồng con cái, chỉ có con chó con mèo, cái son cái nồi, góc nhà xó bếp. Thì bây giờ đó, cái chuyện mà mình mà sống 80-90 tuổi, lúc bây giờ mình bản thân mình đó, là mình thấy mình là gánh nặng cho mình, mà đối với đời nó là gánh là của nợ, phải không? Nói gì thì nói, phải mình nhìn nhận cái sự thật đau lòng. Vì bản thân mình lê bước trên đường đã khó, đi mình là một trong những cái sinh hoạt đơn giản nhất của con người đó, đi đứng nằm ngồi mà mình đã khó khăn, thì nói gì là có những cái đóng góp này là kia cho đời, không? Cho nên sống như thế nào đó mà để khi mà mình ấy, ngồi xa lăng đấy, khi mà mình mắt mờ tay điếc, ăn nói lộng ngỗng liễu nhiễu, nhưng mà vẫn có người lắng nghe mình đấy. Mình ho mà nó vẫn nghĩ đó là công án tuệ quán đấy. Mình đánh rắm mà nó vẫn thấy đó là cái chuyện đáng được tư duy đấy. Đó là khác. Còn đằng này nó là mình không có gì để chia sẻ hết, chỉ có là ăn cái nằm mập cái tay ngủ cho nó sướng cái cuộc đời của mình đấy. Thì đến một lúc nào đó, tuổi già mà nó ập tới rồi, thì chỉ là bi kịch thôi này. Cho nên trong cái ngày sinh nhật của đồng chí Nhân Minh Úc, và cũng là sinh nhật của tất cả các vị còn lại mai này, dầu không phải hôm nay, thì tôi cũng muốn nhân cái chữ sinh nhật ấy, tôi muốn nhấn mạnh lại những cái điều mà tôi cho rằng đáng lưu tâm trong kinh Phật này. Tức là nãy giờ có nói đến pháp cú, có nói đến tăng chi này, có nói kinh điển, bây giờ vợ còn thấy thật ra cái ý nghĩa sinh nhật nó được nói đến từ rất là lâu rồi, và chưa hết trong kinh Đại Bát Niết Bàn này. Trước khi viên tịch, Đức Phật này có dạy như thế này nè anh em: sau này khi mà ta không còn nữa, cái người cái hậu lai mà đi đến Lâmbini đó, chỉ cần suy nghĩ đây là chỗ mà Thế Tôn đã ra đời này, với cái tâm tính thành đó cũng đủ sinh thiên. Coi là trong 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 trường bộ kinh Đại Bát Niết Bàn có đúng đó không này. Mình mà đọc, chỉ đọc bằng cái niềm tin ấy, thì mình thấy cái đó, linh thiêng, chỉ đơn giản thấy nó linh thì đúng rồi. Ngài là bậc chí tôn chí thánh, tứ sanh chi từ phụ, thiên nhân chi đậu sư. Đấy. Thì cái chỗ ngài đản sinh này đương nhiên là linh thiêng. Hiểu vậy nghèo lắm, mà phải hiểu thế này:
tại sao cái miền đất đó mà cũng đất cũng là cỏ cây đất đá mà nó lên mà nó ý nghĩa lớn như vậy. Chỉ cần suy niệm đây là chỗ Thế Tôn đã ra đời mà ta sẽ được sinh thiên, là bởi vì mình liên tưởng tượng, mình hình dung đến những cái giá trị tâm linh, những ý nghĩa tinh thần mà cái con người vĩ đại, một cái nhân cách cao vời đó đã để lại cho cái trần gian. Các vị tưởng tượng đi, nếu mà hôm nay 7 tỷ người trên hành tinh này, tuy chỉ có non 1 tỷ là Phật tử, mà nếu không có Phật pháp thì không có non 1 tỷ này. Và có một chuyện rất là quan trọng, nếu mà bà con theo dõi cái sinh hoạt văn hóa và tâm linh của nhân loại trên toàn cầu, các vị thấy cái dấu vết và cái ảnh hưởng của đạo Phật trên thế giới rộng ghê lắm. Điển hình là các gọi là nhà trí thức Âu Mỹ, họ không có tự nhận họ là Phật tử, không có tự nhận là Phật tử. Kể cả những cái vị mà hôm nay thành lập các chi nhánh, các trung tâm thiền viện dưới cái danh nghĩa ông Genka, có nhiều người họ không phải là Phật tử, chưa từng là có pháp danh, chưa từng có lễ quy y, chưa có đọc xong một cái câu kinh Phạn Ngữ nào hết, nhưng mà họ đã thấm thía đạo Phật đến cái mức nào đó mà họ có thể dành ra tâm tư để công sức, tiền bạc, thời gian để mà nghiên cứu, để mà nghiên cứu kinh điển, phổ biến giáo pháp, thành lập những trung tâm thiền định tệ quán của Vipassana trên toàn cầu. Mà chúng ta biết rằng chỉ riêng cái dòng thiền Genka không đó là không dưới số trăm trên toàn cầu. Chưa kể những dòng thiền khác như dòng thiền Anchancha, dòng thiền Mahasi, Minh Mông, dòng thiền Upanita, Minh Mông. Thì mình thấy rằng là cái tinh thần của Phật pháp không phải đơn giản là tín ngưỡng, mà nó là cái suối nguồn nhận thức, suối nguồn nhận thức. Và tất cả những cái đó, cái khái niệm về từ bi, khái niệm về tỉnh thức, khái niệm về trí tuệ, khái niệm tỉnh giác đấy, khái niệm nó nổi bật, mình phải nói nổi bật là từ đạo Phật đi ra. Dù anh có viện dẫn Lão Trang, là Thánh Kinh, là Koran, là Talmud, hay là Upanishad, là Bhagavad Gita, bất cứ đạo nào tôi cần biết, mà tôi chỉ biết là nói đến khái niệm nhân quả, thôi nói đến tinh thần tỉnh giác, tinh thần từ bi bao dung thì phải nói là Phật pháp. Và những cái khái niệm này nè, nó đã đi sâu vào tâm cảm, nhận thức của không ít bộ phận nhân loại trên toàn thế giới. Và từ tất cả những cái đó, nó đều đi ra từ một ngày của 2600 năm trước, từ cái việc chào đời của một đứa bé có cái tên là Tất Đạt dưới cái tán cây Sala. Lúc bây giờ cái chữ sinh nhật trong định nghĩa đó lớn lắm, cho nên Đức Phật mới nói là nè anh em, sau này người Hậu Lai, đàn Hậu Lai, Hậu Tấn đến cái Lumbini, chỉ cần nhớ rằng đây là chỗ Thế Tôn đã ra đời, đến Bodhigaya với một cái niềm tính thành rằng đây là chỗ Thế Tôn thành đạo, đến Kusinara với một cái tâm tính rằng đây là chỗ Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn, thì với cái niềm tin đó họ có thể được sinh thiên. Đọc cái đó đang thấy khiếp, nhưng mà không phải đơn giản là niệm Phật rồi Phật lực gia trì thì không. Tôi nói rất là nhiều lần, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không thể độ được người vô duyên. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Và cái ý nghĩa sinh nhật của Đức Phật ấy, nó chỉ có đối với cái người nào hiểu Phật, tin Phật bằng cái hiểu. Như nhiều lần tôi cũng nói, có một điểm khác biệt rất lớn mà cũng rất là đơn giản, rất sâu sắc nhưng mà rất là đơn giản, rất dễ hiểu. Cái khác biệt đó giữa phàm và thánh là đó là thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu ấy thì không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không có tin lắm cái điều mình hiểu. Thế là 40-50 năm làm Phật tử, thậm chí làm tăng ni, nhưng mà khi không hiểu lắm cái con đường mà mình đã đi theo trong cái quãng đời qua, thì cái niềm tin mà mình dành cho cái đường lối hành trì đó, nó mơ hồ, nó nhạt nhòa lắm. Trách gì có những người mang tiếng là tăng ni, là Phật tử, mà cuối đời đi, cái niềm tin Phật ấy không đủ để họ có được một cái đời sống an lạc, không đủ để họ có một cái chết trong thanh thản yên bình. Nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Bởi vì lý do rất là đơn giản là chúng ta hiểu về Phật ít quá.
ít quá, đã hiểu ít mà hiểu không tới đi chứ, ít mà không tới. Có nhiều khi chúng ta học không cần nhiều, học ít thôi, nhưng mà hiểu tới nơi tới chốn lời Phật, tới nơi tới chốn cái mà mình hiểu, cái mà mình biết. Ví dụ như một cái chuyện đơn giản đó là bài kinh chữ Pháp Luân, ít vì bài kinh đó thì viết ra giấy thì không bao nhiêu hết á, vậy khổ A4 thì bài kinh đã chắc khoảng, tôi cho maximum là 2 trang A4 nếu mà in mà mỗi chữ 10 12 đó, in cái phong, in cái phong chữ 12 đó, thì mà chế giấy A4 thì tôi nghĩ là cái size chữ 12 mà trên mà mẫu giấy A4 thì khoảng nhiều lắm là 2 trang A4. Nhưng mà cái bài kinh đó, nếu mà các vị hiểu cho nó đàng hoàng ấy, đàng hoàng nha. Phổ đế là gì? Là tất cả mọi hiện hữu, thiện ác phàm thánh đều nằm hết trong cái khổ. Tất cả con đường trầm luân sanh tử đều nằm ở trong cái khổ đế. Cái đạo đế mình nghe, đạo đế mình tưởng nó nằm ngoài cái khổ chứ không. Tính rốt ráo là đạo đế, tập đế nó là một phần lấy ra từ cái khổ đế. Nó giống trong cây mía vậy đó. Đấy. Trong cây mía thì cái mắt mía nó vừa là trên, nó là thân mía, nó là cây mía, mà nó cũng vừa là cái mầm để đi ra cây mía khác. Và giống như nhiều lần tôi nói, con đường ra khỏi rừng nó nằm ngay ở trong rừng. Con đường mà đi ra rừng nó cũng nằm ở trong rừng. Chứ không thể nào con đường ra khỏi rừng nó lại nằm bên ngoài rừng vậy, nó không có. Con đường ra khỏi rừng nó nằm trong rừng ấy. Nhớ cái nhật bài kinh chỉ không lưng mà hiểu cho đúng. Nhớ một chuyện, mọi hiện hữu trên đời này dầu nhân quả thiện ác buồn vui đều là khổ. Đắm đuối đam mê trong cái thiện ác buồn vui nó chính là tập. Chán khổ trừ tập thì tự nhiên nó chứng diệt, và cái hành trình đó được gọi là đạo. Chỉ vậy thôi, nhớ kỹ, chỉ cần dốt, nhưng mà chỉ cần hiểu đại khái cái bài kinh như chuyện Pháp Luân như vậy đó, và nhận thức tới đâu, hành trì tới đó, lấy đó làm nền tảng để sống chánh niệm, để tu tập tuệ quán. Mà tuệ quán là gì? Làm gì biết đấy, biết rõ rằng ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ. Cứ nhớ như vậy, ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ. Bản thân cái thích nó vừa là khổ, mà nó vừa là mầm khổ, nguồn khổ. Cứ nhớ như vậy. Và cứ làm gì, sân hận biết đây là sân cũng là một cách, mà biết đây là khổ đế cũng là một cách. Này, nhớ nhiều là thật. Này, học ít thôi nhưng mà nó căn bản. Đây. Còn đằng này cả đời cứ lắng răng lắng răng. Vừa rồi chúng tôi có một cái lớp, cái lớp internship, lớp này nặng nha, lớp nặng nha. Chúng tôi giảng về bộ Pratisamvada 7 chương, mới giảng được 2 chương, mất 10 ngày. Có mấy tay cũng tới học mà tôi nhìn cái mặt là tôi đã ngán mà, nhưng mà kệ cho nó học. Vì sao từ chối được, láng giềng mà. Trời đất ơi, vô học là ghi chép tùm lâm tác, biểu tùm bị tùm bạ. Mà thôi kệ, cũng coi như tâm tình nhục. Tới hồi nó rời lớp rồi nó về. Trời, gửi đăng tùm lâm hết 3 cái tháp thôi của ông thầy. Nước lạnh, thầy tư, thầy tám, nước lạnh, nước sôi, tùm lâm, lúc đó tôi mới hết hồn. Có nghĩa là suốt 10 ngày qua biết anh học cái gì. Tôi không có nói là phải thờ tôi. No, đâu có ngu sửng nó mất. Nhưng mà có điều tôi giật mình một chỗ. 10 ngày qua anh học cái gì mà bây giờ thầy tư, thầy tám, nước lạnh, nước sôi, đậu khoai, đậu chuối gì anh đi theo. Tôi rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên nha. Thì cái kiểu đó đó, kiểu học đạo như vậy đó, thì có làm cư sĩ Phật tử 100 năm cũng đi về đâu hết. Này, người không có lập trường, không có chủ kiến chính chắn, không có. Đây, không có. Nên cho nên nhớ cái đó. Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta làm chủ cuộc đời của mình. Và chữ làm chủ thì mình phải hiểu ở nhiều nghĩa khác nhau. Cái thứ nhất, cái đời sống hiện tại của mình nè, hiện tại của mình nè, do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Mà tiền nghiệp là cái chuyện đã qua rồi, thiện ác quá khứ rồi. Nhưng mà những mà tiền nghiệp nó có 2 loại. Đây. Thì tiền nghiệp của kiếp này á, là nó từ quá khứ. Nhưng mà tiền nghiệp của kiếp sau đó, nó là từ kiếp này. Nhớ cái đó quan trọng lắm nha. Chứ đừng cứ tối ngày cứ nghĩ tiền nghiệp là cái chuyện đã qua. Không, tiền nghiệp của quá khứ, tiền nghiệp của kiếp này nè, đúng là thiện ác quá khứ. Nhưng mà thiện ác kiếp này nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau. Đây. Cho nên cái chữ sinh nhật đây nghĩa là gì? Sinh nhật ở đây có nghĩa là mình bắt đầu cuộc đời của mình bằng cách là mình tạo tiền nghiệp cho kiếp sau. Mình hướng dẫn cái khuynh hướng tâm lý của mình.
và gọi là tận dụng cái môi trường sống. Tại sao cái chữ môi trường mà tôi xài chữ tận dụng? Đúng ra đó, nếu mà mình có thể chọn lựa được môi trường sống, quá tuyệt, quá tuyệt. Không. Nhưng mà nó có cái trường hợp là mình không có khả năng chọn lựa đó, thì mình phải biết tận dụng cái môi trường mình đang có. Nhớ nha, chữ nghĩa phải xài chữ nó rõ ràng như vậy nha. Chứ đối với môi trường đó, thì tôi nhấn mạnh có hai chữ. Một, nếu mà mình có thể lựa chọn thì nên lựa chọn cái môi trường nào mà có thể phát triển thiện pháp tâm linh. Còn giả dụ như mà nếu mà mình ở trong cái tình huống không có thể lựa chọn được môi trường sống, thì chí ít chúng ta cũng có khả năng tận dụng những cái góc cạnh tích cực của cái môi trường sống đó. Thì phải nhớ ba cái đó. Cho nên cái làm chủ đời 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 của mình mà mình làm chủ, nó làm chủ như vậy đó. Làm chủ đây có nghĩa là cái gì không tránh được thì mình cũng đón nhận nó bằng một cái tâm thái tích cực. Như nhiều lần tôi nói, cái chữ nhân quả đa phần Phật tử không có hiểu sâu, cứ tưởng cứ hình dung làm thiện được vui, làm ác bị khổ, đồng dưa được dưa, đồng đậu được đậu, hiểu vậy nó nghèo lắm. Mà chữ nhân quả hiểu rất sâu, sâu như kinh Phật. Chữ nhân quả nó gồm có bốn khía cạnh. Thứ nhất, nhân làm cho quả vui. Nói hơi chuyên môn chút, nhân làm cho quả hỷ lạc, mà nhân xấu nhân ác nó cho quả khổ ưu, phải không? Khổ thân khổ tâm gọi là khổ ưu, sướng thân sướng tâm gọi là hỷ lạc. Đây. Thì thứ nhất là nhân tạo ra quả là như vậy. Nhưng mà cái thứ hai đó là quả tác động quả. Có nghĩa là khi mà mình đón nhận quả lành hay là quả ác, là chính trên trong cái môi trường mà quả thiện quả ác đây nè, nó lại là điều kiện để chúng ta nhận thêm các quả khác. Như trong kinh nói, do cái phước nghiệp nào đó mình mang thân người, thì trong cái hình hài của con người đó, mình lại có điều kiện để đón nhận nhiều cái quả lành quả ác trong tiền kiếp mà ở trên chư thiên không có. Thí dụ như ở trên chư thiên, cái chuyện mà cái nghiệp mà nghiệp bị đâm chém, nghiệp bị chửi bới trên đó không có. Tức nghĩa là không có là sao? Trên đó chư thiên họ không có điều kiện để họ tạo nhân, nó đúng, nhưng mà họ cũng không có điều kiện để bị người ta chửi bới rồi đâm chém vậy, đụng xe rồi ám toán rồi thuốc độc rồi này nọ dăng bẫy rồi giống như đây không có. Bởi vì cái quả là chính cái quả lành này nè, nó lại giúp cho mình tránh được nhiều cái quả xấu khác. Và ngược lại, cũng do quả xấu mà nó đưa mình trong một hoàn cảnh, một cái cảnh giới nào đó, mà ở đó có rất là nhiều quả lành chúng ta không nhận được. Thí dụ như, tôi ví dụ rất là nhiều lần như con heo. Do quả lành chúng ta sanh làm con heo. Cái con heo đó đúng theo lý đó là chiều nay nè, lúc 3 giờ 15 chiều nay nó nhận được một loạt những cái quả lành là cái quả đời trước. Quả đời trước, tất cả những quả thiện quả nó đều có thời điểm thích hợp để nó cho quả. Thì đúng là nếu mà nó mang thân người là chiều nay là nó sẽ được người ta gọi là tặng quà, được người ta khen ngợi, được người ta vỗ tay, được người ta phỏng vấn nè, là chiều nay nè. Nhưng mà vì nó là con heo cho nên là chiều nay lúc mà 3 giờ 15 nó không được mấy cái đó, vì nó mang thân heo mà. Đấy. Cho nên khi nó nhận quả xấu thì trên cái nền của quả đó có nhiều quả thì nó nhận được. Đấy, nhớ mà trong khi đó mình làm chư thiên thì cái quả mà quả sát sinh nó trổ từ nó không được. Đây, nhớ cái đó. Cho nên là hiểu nhân quả là hiểu trường hợp thứ nhất. Nó có 4 trường hợp. Hợp nhất là nhân tạo ra quả, trường hợp thứ hai là quả tác động quả, và trường hợp thứ ba là quả tác động nhân. Có nghĩa là trên cái nền tảng của ác quả hay thiện quả đó, chúng ta dễ làm thiện hơn và dễ làm ác hơn. Các vị có nghe Việt Nam có cái câu mà phú sinh lễ nghĩa đó. Cái bài giảng trưa nay tôi đã giảng 350 lần rồi, nhưng mà bắt buộc phải ôm lại. Có phải nghe phú sinh lễ nghĩa không? Tự nhiên là do cái môi trường thiện quả, do quả lầm rồi đó, bây giờ tôi sinh ra tôi giàu có, được ăn học, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo nền nếp, rồi tự nhiên gây tôi có điều kiện tôi dễ dàng sống thiện lắm. Còn đằng này là do cái quả đời trước tôi sinh ra đói nghèo bệnh tật tùm lum, bố thì không ra bố, mẹ không ra mẹ, mẹ thì bài bạn, bố thì nghiện ngập chích hút, anh em cà chớn lũ đạn, nếu không rồi tự nhiên lớn lên tôi cũng phải chôm chĩa trộm cắp giảo hoạt dối trá lừa đảo máu lạnh tàn nhẫn, chuyện đương nhiên. Cái đó được gọi là cái quả tác động nhân là trong đó, đó này. Rồi nhân tác động nhân là sao? Có nghĩa là mình cái ác, cái nhân ác mà được lập đi lại nhiều lần nó trở thành thói quen. Làm ác hoài cái nó quen, làm ác hoài nó mốt làm cái ác khác nó dễ làm đó.
Đấy. Nhân ác mình tạo hoài mình mới bóp dễ tạo nhân ác đó. Và nhân thiện cũng vậy, mình là sống trong trí tuệ, sống trong từ bi, sống phục vụ, sống bố thí, sống chia sẻ, sống chánh niệm, thì chính cái nhân lành nó lại này nó lại làm cái nền cho cái nhân khác. Cho nên nói tới nhân quả bốn trường hợp, đó là nhân tạo ra quả, quả tác động quả, quả tác động nhân, nhân tác động nhân, và nó quay tiếp tục, nhân tác động nhân tạo ra quả. Mà suốt dòng luân hồi bốn ông này cứ đi vòng vòng nhân tạo ra quả, quả tác động quả, quả tác động nhân, nhân tác động nhân, rồi cái nhân tạo ra quả, rồi cái quả tác động quả, quả tác động nhân, nhân tác động nhân, nhân tạo ra quả, cứ đi vòng vòng như vậy. Thì cái vấn đề này tôi nói làm chủ đời này, đời của mình làm chủ như thế nào. Người không biết tu, khi mà nhận quả xấu là chỉ có sân si bất mãn, khi nhận quả lành chỉ có đam mê đắm đuối. Riêng cái người có tu có học, khi nhận quả xấu chánh niệm tỉnh giác, khi nhận quả lành chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì đối với cái anh mà không biết Phật pháp, khi nhận quả xấu hay quả lành ảnh đều tiếp tục tạo nhân xấu. Còn cái anh mà anh có tu có học thì khi nhận quả lành hay quả xấu anh lại tiếp tục tạo nhân lành, thì đó được gọi là làm chủ là chỗ đó. Đấy, chủ là chủ vậy đó. Chứ đừng có hiểu làm chủ đây có nghĩa là mình tu hành mình có thể mình chống lại cái tuổi già, chống lại cái bệnh, chống lại cái chết, chống lại những cái ác quả quá khứ. Cái nghiệp mà bị trọng bệnh thì vẫn tiếp tục trọng bệnh. Đức Phật còn bị bệnh mà, ngài Sa La Phất cũng trọng bệnh, không? Ngài Ca Diếp cũng bị trọng bệnh. Ngài Mục Kiền Liên, tất cả các vị thánh mang thân người rồi đều bị bệnh hết. Rồi bị tai nạn đủ thứ, chỉ nó bình thường. Đừng có trông đợi là tu để thoát nạn, tu để không có bệnh. Cái đó là không nên. Bởi vì tại sao không nên? Bởi vì cái lý tưởng cao nhất của chuyện tu hành không phải để tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, gia đạo bình yên, tình duyên như ý. Phải. Để cứu cánh lên đạo Phật là dàn xét cái nội tâm của mình. Tuy nhiên khi mà sống tốt, tu tốt, thì nếu mà cái đạo lực đó nó mạnh đấy, nó có thể trấn áp được rất là nhiều ác quả quá khứ. Và nó có đôi khi thôi nha, Đức Phật còn có lúc thì tránh cũng không được đấy. Đôi khi đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, chính là tu tốt, sống tốt, thì cái thái độ tâm lý của mình trước mọi hoàn cảnh ngon lành, thanh thản, bình yên lắm. Cái đó mới quý. Và tôi nói như vậy tôi biết trong rung là nhiều người không đồng ý. Các vị nói làm gì làm chứ khỏe mạnh vẫn tốt hơn, làm gì làm chứ giàu cũng tốt hơn. No, tôi không đồng ý cái đó. Đối với tôi là cái tinh thần mà ok nó quan trọng hơn. Bằng chứng, sống trong căn nhà bạc triệu, thu nhập mỗi tháng bạc triệu, tôi đang nói triệu đô đó, mà tan nhà nát cửa, vợ chồng người xô xát gây gỗ, con cái thì tan đàn xẻ nghe, gia đình thì dẫu đổ bìm leo, thượng bất chánh hạ tắc loạn, tâm lâm hết, không? Thì tôi nói thiệt, tôi nghĩ rằng gia đình nó là bi kịch, là máu lệ. Tuy nhiên trong một gia đình nghèo khó, một căn nhà mà người với chó với gà ở chung này, nhưng mà trong đó là một gia đình Phật tử, có tính có tấn, có niềm có định có tệ, có niềm tin có chánh niệm này, sống có tha thứ, có thông cảm này, có yêu thương này, có trách nhiệm, thì tôi e rằng cái đời sống này hình như nó lành mà nó vui hơn đời sống kia. Và chưa hết đâu, trong cái lúc mà bị nan y tuyệt chứng, trong cái lúc mà thôi thóp trên giường chết, thì lúc đó cái đời sống tinh thần của anh nào mà vững vàng thì tôi nghĩ là ngon. Lúc đó bao nhiêu nhà lầu xe hơi đều bỏ tay hết, tôi dám khẳng định như vậy. Và tôi kể cả trường hợp mà tôi chết thảm, máu me đầy người nát bét, nhưng mà trước lúc tắt hơi tôi bình thản. Tôi vẫn thích hơn là một cái chết đẹp như mơ. Chung quanh tôi toàn là bác sĩ hàng đầu của thế giới. Tôi nằm ở trên một cái giường bệnh, trong một căn phòng giường bệnh ngon lành, tiện nghi, tối tân. Trong một giường bệnh cũng ngon lành, tiện nghi, tối tân, mà tôi thì hoảng hốt, sợ hãi, tiếc nuối, rây rứt ra đi mà lòng không yên. Thì thôi cho tôi được chết bên đường, cho em được chết bên đường mà lòng em thanh thản, em khoái hơn. Chứ còn mà chung quanh em toàn là bác sĩ hàng đầu không, mà em chết mà con mắt láo liên sợ hãi mà nó vãi ra quần đó, thì em không ham. Nói thẳng luôn, các vị có quyền không tin, nhưng mà sống thêm ít tuổi nữa thì các bố sẽ tin lời em nói. Đó là sự thật này. Điều đó cho thấy cái đời sống tâm linh nó quan trọng ghê lắm. Và cái điều quan trọng nhất ở trong đạo Phật là gì?
Khi mà anh không có thấy được những cái khổ đế đó, anh không thấy được mọi hiện hữu là khổ đó, thì anh không có buông. Với anh không có bỏ được cái tập đấy. Mà khi anh không thấy chán, không thấy sợ được cái khổ đó, thì anh không có buông được nó. Mà anh không buông được nó thì anh sẽ tiếp tục khổ với nó. Đây là chuyện rất là đơn giản. Anh không thấy nó là đóng phân thì anh tiếp tục vo tròn gói gọn nó, nhét vào trong túi đấy, và cứ như vậy anh cứ đi cùng trời của đất với nó. Anh phải thấy nó là cái đóng phân, anh mới tìm chỗ để anh bỏ, anh quăng nó, tắm gội sạch sẽ, thay quần áo mới tinh tươm đồ hiệu đấy, anh mới an lạc với nó đấy. Các vị biết Paris á, Paris của nước Pháp ấy. Nước Pháp là một cường quốc nha, nước Pháp là cường quốc, và đương nhiên là kinh đô của nước Pháp thì kinh thành của ánh sáng. Nhưng mà một trong những cái mà đáng ngại, hai Paris nó có hai cái đáng ngại nhất, đó là phân chó và cướp giật móc túi, kinh hoàng lắm. Đấy. Bên Thụy Sĩ thì không, bên Thụy Sĩ các vị đi đường rừng nha, đường rừng, đường xóm, đường rừng trong xóm, các vị đi một đội vậy đó, các vị thấy nó có một cái thùng sắt, nó có cái bao ni lông, cái thùng nhỏ lắm, bề ngang nó khoảng ngang, bề cao nó khoảng chừng 5 tấc. Nó để cho Robin Dog. Người mà không có sống này không biết cái thùng nó thùng gì, bởi vì nếu đó là thùng rác thì nó nhỏ xíu. Nhưng mà dân bên này thì biết đó là cái gì, nó chính là cái thùng đựng phân chó. Có nghĩa là khi mình dắt chó trên đường ấy, là nó ị ra, nó là trong người, trong cái chủ chó đó, trong túi phải có cái bao đó là được sản xuất riêng để làm cái chuyện mà thiêng liêng cao cả này. Đấy. Có nghĩa là mình đưa cái bao mình vô, tôi chỉ cho, đưa cái bao vô trong túi nha chưa. Đấy. Bắt đầu mình mới thò xuống, mình hốt nó, lúc mình hốt thì nó ấm ấm, nó mềm mềm thôi. Đấy. Còn xui bữa đó rồi, nó cái con nó bị diarrhea thì đúng á, nhưng mà thường thường thì mình bên Thụy Sĩ, bên Âu Mỹ thức ăn của chó mèo là ta cẩn thận, cho nên nó hiếm nó bị tình trạng mà tai nạn nghề nghiệp được. Đưa cái bao vô tay nắm nó xong rồi bắt đầu mới lật ngược cái bao lại, rồi mới cho vô cái thùng đó. Mà chỉ có dân Thụy Sĩ nó mới biết cái thùng đó là thùng gì thôi. Đấy. Mà tại sao tôi đang giảng về khổ đế mà tôi muốn nói cái này, có nghĩa là khi anh biết đó là cục phân ấy, thì anh tìm một cách anh giải quyết đó. Đấy. Mà dân Paris thì trong cái khái niệm mà của dân Paris mà về cái phân chó đó, nó khác dân Thụy Sĩ. Dân Paris nó không có gớm. Họ gọi đó là một cái thứ mìn mà cưa đạp lên không có cưa, mà chỉ rửa chân thôi, gớm chết luôn. Cho nên dân Việt Nam mà du lịch bên Pháp ấy, là phải nhớ Paris, thủ đô Paris, kinh đô ánh sáng hoa lệ lãng mạn. Nó có hai cái mà phải đề phòng. Một là đi là phải chánh niệm tỉnh giác, tất cả hành khách, lữ khách, viễn khách mà về Paris đều hành giả tính hình xứ hết, bởi vì anh nào đi cũng phải là nhìn xuống chân hết, khiêm tốn và chánh niệm. Nếu không mà đạp dướng cái miền đó lắm, phiền lắm. Không phải chỗ nào cũng có vòi nước công cộng nha. Đó, đạp rồi còn ai là móc túi rọc sữa sách. Cách đây mấy năm có một cái cô người Việt Nam đang đứng ở dưới cái tầng hầm metro rồi bị một cái thằng mà móc túi. Bên đó thì bên Paris nó có giống dân như là dân rẹp là dân Ả Rập. Dân rẹp. Bên Mỹ mà cái gì xấu người đổ cho dân mẻ với dân đen. Mẻ là Mexico, những mẻ dân đen. Bên Thụy Sĩ thì có gì nó đổ cho cái dân Du. Du cái là Yugoslavia dân 54. Dân Du, dân Thổ. Còn bên Pháp hãy có cái gì mà chuyện xấu, chuyện bậy nó đổ cho dân rẹp và dân Ả Rập. Có bị nhớ. Khi mà anh không có ý thức được đó là của nợ đó, thì anh đừng có hòng mà bỏ được đó. Cho nên có một câu chuyện này nó sâu. Cái anh đó, anh khổ quá, thì anh giờ anh gặp vị thiền sư. Anh nói trời ơi, vợ nó cũng hành con nó cũng hành con, công ty nó hành con, nhân viên nó hành con, còn như bố mẹ cũng hành con, bạn bè nó cũng làm khổ con. Bây giờ con thưa với thầy rồi, bây giờ là ai trong cuộc đời này nó gặp mặt con nó cũng muốn cho con chết, khổ quá. Thì sư phụ mới hỏi vậy, chứ biết vậy mà sao dẫn gánh. Biết sao sư phụ ơi, bây giờ con ảnh ngồi anh giải thích lập, nghe là cảnh sư phụ hỏi vậy giờ tiếp tục gánh nữa. Nó dạ chứ biết sao, giờ con chỉ phải chết thôi. Thì sư phụ mới nói anh đưa cái tách trà, sư phụ rót chỗ, cầm cái tách lên, cầm tách lên, sư phụ rót cho. Thì anh cầm lên, sư phụ mới rót trà nóng. Thì sư phụ rót, cúi rót thì nó tràn ra, nóng quá, anh mới buông. Sư phụ nói tại sao không cầm nữa, anh nói dạ nóng quá sư phụ. Sư phụ nói, khi con thấy nó là nóng,
con thấy nó là khổ thì con mới buông nó được. Trước khi mà cái trà nóng mà nó tràn ra, con chỉ thấy nó ấm thôi, còn thấy nó ấm, chưa thấy nó khổ, con có buông nó được. Đó, bây giờ con thấy chưa? Con phải thấy nó là khổ, con mới buông nó được. Cho tôi mở mặt tôi nói mấy cái chuyện nó hơi dễ bị chúng chửi. Tôi ghét nhất cái này. Một ông chồng không ra gì, một người vợ không ra gì, mà người phối ngẫu ráng gầm với một lời giải thích này: tôi muốn con tôi nó có cha có mẹ, tôi không muốn nó lớn lên nó thiếu tình thương. Ghế là thằng chồng nó có lũ đạn cánh máy, tôi phải ráng tôi gắn. Con vợ tôi nó nghiện ngập bài bạc, tôi ráng tôi gắn, bởi vì tôi không muốn nó bị mất cha mất mẹ. Thế là cái địa ngục nhân gian nó tiếp tục kéo dài được mấy chục năm. Họ quên một chuyện: thà là gà trống nuôi con, thà là đứa con không cha, mà cái hy vọng đứa bé nó nên người rất lớn. Chứ còn nếu mà để nó tiếp tục sống trong một bối cảnh mà cha mẹ không ra gì đó, coi chừng đó, để lại cho nó những cái tổn thương, những dấu ấn cực kỳ tiêu cực và bậy bạ trong cuộc đời của nó. Tin trong cái criminology, trong cái hình phạm học của thế giới, người ta cũng ghi nhận những tình huống mà tội phạm, tâm lý tội phạm là phần lớn những cái tội phạm mà trên thế giới này nó đều có một cái xuất thân từ cái gia đình ấy có vấn đề nặng về bố, về mẹ hoặc là về cả hai. Đôi khi có những tình huống đặc biệt, ví dụ là một thành viên nào đó trong dòng họ mà thường xuyên lui tới, nhưng mà thường là bố mẹ, mà không có gì bậy cho bằng vinh vào một cái lý do rất là rùi bu, là chỉ muốn con có đủ cha đủ mẹ, thế mà phải ráng kéo dài một cuộc hôn nhân mà nó cực kỳ tồi tệ, tâm tử tan tác tự tạ te tua. Có người không có khổ vì con mà vì không mang tiếng là bỏ chồng hay là bị chồng bỏ, thế là để cho một ngày nó về đánh 50 lần, đánh má nhìn không ra mà vẫn nuôi mình, lệ thuộc tiền bạc ông chồng, mà nếu ông chồng nó đập mình là đã ngu rồi. Là này đi làm nuôi chồng, chiều về khảo tiền uống rượu không có, nó đè ra nó đập tiếp, mà cũng vì cái lý do đó là không muốn mang tiếng là bị chồng bỏ hay là bỏ chồng. Thì tôi nghĩ rằng là đó là họ gạt người ta, chứ tôi không có tin. Tôi không tin gì đâu. Họ có một cái sự ràng buộc nào đó mà họ không có tiện nó ra. Tôi có đọc ở đâu đó một cái nhận xét của một nhà tâm lý học, họ nói thế này. Cái này đương nhiên tôi nghĩ rằng, tôi biết và nghĩ rằng rất nhiều bà con trong rừng không có tin, không đồng ý, nhưng mà riêng tôi thì tôi đồng ý 70-80%. Họ nói rằng rất nhiều phụ nữ tuy bị bạn trai hoặc là bị chồng đánh tập tả tơi, nhưng mà họ không có lìa được. Kể cả trường hợp họ là trụ cột tài chính của nhà mà họ vẫn bám chặt. Là tại sao? Là bởi vì cái này tôi hy vọng rằng là các vị không đồng ý thì đừng nổi đi nha. Họ nói rằng cái đàn ông vũ phu á, nó có một sức hút, đó là cái nam tính nó mạnh. Đàn ông mà hiền quá, nó sáng mà vậy mà pha sữa chuẩn bị điểm tâm cho vợ, cưng chiều riết vợ, nó thấy nó yếu, nó khoái hàng xóm bậm trợn xăm mình rằng riêng. Nó có trường hợp là đàn bà nó lạ lắm. Mình nghệ sĩ thì nó khoái mình là cơ bắp, mà mình cơ bắp thì nó khoái cái thằng nghệ sĩ, mà mình nghệ sĩ thì nó khoái cái thằng thương gia, mà mình thương gia thì nó lại khoái cái thằng trí thức. Mỗi có cái thằng chồng nào trên đời này mà cùng một lúc sắm nhiều vai như vậy để chiều mấy cái người đàn bà mà làm như vậy không? Ngồi thì khoái thằng chồng nghệ sĩ, tóc dài, móng tay dài sọc, mình mẩy ho rình, gào rớt, trắng vai, chơi guitar, móc classic, ngâm thơ, uống trà đậm, hút thuốc lào. Có lúc nó khoái thằng chồng phải bậm trợn xăm mình, đá bàn xô ghế, thể hiện nam tính, gọi là sức mạnh của giống đực. Có đứa thì nó khoái ông chồng đi đâu cũng cà vạt, áo cổ côn trắng, giày dép bóng lưỡng, sang trọng, thơm phức, này, thương gia. Có lúc nó khoái ông chồng quyền lực đi đâu cũng có người phỏng vấn, chụp hình lên đài, lên báo, như một chính khách, dân biểu, nghị sĩ. Nó lạ lắm. Tức là bây giờ mình là người có quyền lực thì nó lại khoái cái thằng thương gia, mình thương gia nó khoái nghệ sĩ, mình là nghệ sĩ thì nó khoái mình là cái thằng bẩm trợ. Đấy. Cho nên tôi e rằng khi mình không thấy được, mình không thấy được cái mặt trái của vấn đề đó, thì mình tìm đủ cách để mình nắm níu đó. Tôi nghĩ đó, bị đánh nhưng mà vẫn mê cái nam tính, mê cái sức mạnh giống đực của cái người đánh mình. Mình kính đáo mình thích nó. Và đa phần mấy vũ phu là đều phải nói nam tính nó cực mạnh. Khổ như vậy rồi. Cho nên
không có thấy cái ly trà đó làm nóng thì anh này không có cách chi mà anh buông được. Không thấy khổ để đừng hòng buông tập, mà không có trừ tập thì đừng hòng mà chứng diệt. Mà không có thấy khổ trừ tập thì làm sao có cái đạo đế chứ. Này nhớ cái bài kinh bốn đế nó sâu như vậy, là bài kinh tư duy lưng ấy. Và tôi quay lại cái bài giảng bữa nay, cái đề tài là sinh nhật ấy. Tôi mong rằng bà con nhớ được bao nhiêu thì nhớ, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, những điều mà tôi nói nãy giờ để bà con có thể tổ chức lại đời sống của mình, và từ đó khiến cho cái sinh nhật của mình ý nghĩa hơn. À, cái sinh nhật, và cái sinh nhật của mình ý, nó không phải là cái ngày mà mình là một cục thịt nay vài ký rời khỏi hình hài của mẹ, mà sinh nhật của mình nó là những cái bắt đầu của mỗi ngày, mỗi tháng, của mỗi năm. Nó là sự bắt đầu của mỗi cái kế hoạch, những trù tính, những kế sách nào đó. Khi anh bắt đầu anh sống thiện, anh đã có một hình hài mới, một thân phận mới, có một kiếp tái sanh mới. Mà khi anh sống ác là bắt đầu anh đã có một cái kiếp sống mới. Cho nên rất nhiều lần tôi nói, mỗi phút giây trôi qua, chúng ta đang kín đáo lặng lẽ có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Tôi tuyệt đối tin tưởng cái chân lý này. Mỗi phút trôi qua, chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Khi mình đang sống thiện, có nghĩa là mình đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về cái quả lành thật. Mà khi mình bắt đầu sống bất thiện là mình đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về máu lệ rồi đó. Này. Và trong mỗi phút trôi qua, chúng ta đang kín đáo tô hồ trát vữa, kiến tạo xây dựng một chốn về của mình trong tương lai. Chốn về đó có thể là một lâu đài bên bờ hồ Thụy Sĩ, cũng có thể là một cái ổ chuột, ổ chó ở vùng nông thôn nào đó. Là do kiểu sống của mình, cái kiểu tư duy, kiểu hành động, kiểu nói năng, kiểu phát biểu của mình, cái kiểu mà mình lây gọi là cái kiểu sống của mình với bản thân và với người khác. Nhớ. Và nguyên tắc các bạn, trong mùa đại dịch, sống cách ly, đeo khẩu trang và chích vaccine. Thụy Sĩ sắp sửa chích mũi 3, Việt Nam có người chưa chích mũi 1. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là ngay trong đời sống tâm linh của mình, chúng ta vẫn tiếp tục tuân thủ nguyên tắc sống cách ly. Đấy. Rồi gì nữa? Đeo khẩu trang và chích vaccine. Ok, mệt rồi. Chúc các vị một ngày vui. Đừng nghe nhiều nữa, mà tôi cũng mệt, quý vị cũng mệt. Chúc con tri ân sư.